Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách tiết kiệm điện nước cho máy giặt dòng Panasonic này. Tại mình đang dùng cái dòng Panasonic 8,5 kg. Thì đầu tiên bạn muốn tiết kiệm điện và nước cho dòng máy giặt này á, đầu tiên là bạn phải giặt áo quần. Thì trong nhà ví dụ 4-5 người mà chỉ một ngày mà mình giặt cảm thấy được 10 bộ thì mình giặt, đừng giặt áo quần ít quá. Đây, mình lòng gạch nó giặt 8,5 kg đúng không, thì mình không nên giặt một lần ít áo quần quá, và cũng không nên giặt nhiều áo quần quá, đừng để nó quá tải. Và thêm một nửa trước khi giặt đây, thì mình có chế độ giặt thường. Giặt thường là kiểu giặt nhanh, giặt này giúp tiết kiệm điện hơn. Giặt thường đối với những áo quần mà ít bẩn á, giống như chỉ có mùi mồ hôi đâu thôi, với những loại đồ mỏng ít bám bẩn. Còn nếu mà có loại đồ mà dày với bẩn nhiều thì bạn chọn chế độ giặt gấm. Đó, giặt gấm này. Hoặc cái dòng Panasonic này nó có một cái chế độ hay là chế độ tiết kiệm nước. Nhưng tiết kiệm nước này chỉ phù hợp với những áo quần nào mà mỏng ít nhỏ thôi. Và có thêm chế độ giặt trẻ em này, cũng giặt sơ qua, giặt nhẹ này. Đây. Giặt nhanh. Đó. Dùng cái dòng này nó rất giúp cho bạn tiết kiệm điện và nước rất nhiều. Đó. Hoặc nếu bạn giặt thường đúng không? Thường đi. Thì ở đây nó giúp bạn có một chế độ chọn là cho mực nước. Này, lưu ý là chọn mực nước lít đây, tương đương với 14 lít này, 27 lít này và 8 lít này. Đó. Thì nên bạn nên chọn chế độ nước mực nước á, phù hợp với lượng áo quần trong lòng máy giặt của mình á. Mà một điều nữa là thường thường thì các dòng máy giặt á, nó thường thường nó sẽ cho mực nước nó cao hơn so với lượng áo quần của mình. Ví dụ cái lượng áo quần mình giặt 14 lít là đủ đúng không, thì hẳn sẽ nó sẽ đưa lên 27 lít, thì mình sẽ chọn là 14 lít thôi. Đó. Chế độ đấy. Và có một cái quan trọng là chọn cái chế độ là chi, nên là bột giặt đây này, thì bạn nên chọn cái loại bột giặt nó phù hợp, ít bọt thôi, đừng có nhiều bọt quá. Ít nhiều bọt quá thì quá trình nó xả lâu, xả nó lên cho hết bọt rồi. Vì trong lòng này nó có dòng cảm ứng, xả lâu tốn nhiều nước. Đấy, mà nó không hiệu quả, nó vừa tốn điện nó vừa tốn nước. Đó. Rồi có một cái gì nha, chế độ đầu tiên là áo quần giặt đừng có ít quá, đừng có giặt nè, nhiều quá giặt quá tải nè, chọn mực nước nè, đúng không, loại bột giặt nè. Từng đó thôi. Với có thêm cái đó là ngâm thì xả vải. Khi mà dùng xả vải thì đối với những nhiều dòng máy giặt nó sẽ cho bạn một cái khay xả vải riêng. Đây khay làm mềm vải nhưng mà xả vải. Còn có một số dòng thì nó không có, thì bạn phải bắt buộc thời gian giặt bạn phải canh khoảng 10 phút cho máy dừng lại 10 phút. Rồi bạn mới tiếp tục và cho nó ngâm xả vải 10 phút, rồi bạn mới tiếp tục khởi động để nó chạy lại. Nhưng mà dự đối với dòng Panasonic này thì nó có nhiều chức năng hay. Dù giặt là nhanh này, giặt nhà đồ trẻ em này, tiết kiệm nước đó, chặt màn riêng, chặt ngâm riêng. Chế độ này giặt hơi tốn điện tí vì nó ngâm lâu lắm, mất tiền 1,5 tiếng đó. Đấy, chế độ hàng giờ. Và rồi, ví dụ mình giặt ngâm chẳng hạn thì mình vẫn chọn chế độ nước. Giặt tiết kiệm nước mình vẫn chọn được chế độ nước. Nói chung cái dòng này nhìn cho mình can thiệp sâu vào được, nên nó không có mặc định như dòng một số dòng máy khác thường. Đấy, như vậy thôi. Còn mấy ý mấy điểm mà gần là không nên giặt ít đồ quá và không nên giặt nhiều đồ quá, quá tải đó. Phải chọn cây mức, chọn cái loài xà bông giặt nó phù hợp đó. Và chọn nước xả vải, chọn chế độ vắt nữa. Vì có nhiều máy thì nó có thêm chế độ vắt, vắt cực khô. Bây giờ dòng này không có, dòng này chỉ có vắt thôi, vắt chung thôi. Còn như là dòng vắt cực khô nữa thì phù hợp
nên mua cái bát cực khô là bạn nên sử dụng vào mùa đông thôi, chứ vậy lúc nào bạn cũng sử dụng, lúc bạn sẽ tiết kiệm điện hơn. Rồi hết rồi, có gì không? Hết rồi.